Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại khuôn viên. Các bác có thể thấy khá nhiều cây cối, cây xanh. Đây là một vị khách hàng rất là có tầm nhìn và tinh tế. Khách hàng này là khách hàng thân tín của chúng tôi đã từ rất lâu rồi. Tôi cũng không nhớ rõ là từ thời gian nào, nhưng mà đại loại là đây là một vị khách lâu, cũng quen khá lâu, nhưng mà lần đầu tiên chúng tôi được gặp nhau, được mời đến tham dự một cái lễ hội và dùng bữa và cơm thân mật với gia đình. Đấy, khi quay lại nhìn những sản phẩm trước kia thì chúng tôi khá là ngỡ ngàng, không nghĩ rằng ở không gian của khách hàng sản phẩm nó lại đẹp đến thế, cực kỳ đẹp. Và còn rất là nhiều những sản phẩm khác như sập vụ tủ chè, rồi trường kỷ, rồi câu đối khảm, tranh và từ quý đục. Đại loại là khách hàng rất là ưa những cái sản phẩm của chúng tôi. Và trong những năm qua quen biết, mặc dù không được gặp mặt trực tiếp, nhưng khách hàng đã khá là tin tưởng và dùng rất là nhiều những sản phẩm của Đỗ Tĩnh. Đó, đây là toàn bộ không gian khách hàng. Đấy, toàn bộ là sản phẩm của chúng tôi. Khi nhìn lại thấy rất là không nghĩ rằng là nó đẹp đến thế. Nó quá đẹp. Chừng 26 triệu. Đấy. Ý em trả tiền. Khách hàng cực kỳ là kỹ tính. Toàn bộ ốc đều là ốc vàng chanh đỏ ngực. Đây là một chiếc tủ kinh vụ ta, chiếc tủ kinh kinh cổ. Các bác có thể xem không gian xung quanh này. Đấy, ngoài những cái bộ ghế to ra thì những cái bộ ghế nối xưa ấy, đây những bộ ghế trường kỷ này chẳng hạn, thì đều là những sản phẩm chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Là cái sản phẩm của mình ở cái không gian của khách hàng nó lại đẹp và sâu sắc như thế. Đấy, càng ngắm thì càng thấy đẹp và càng để lâu thì đồ càng giá trị.